Xin chào mọi người nhé. Ban nãy thì em đang livestream thì có một cuộc điện thoại rất là quan trọng, cho nên là xin phép mọi người là em phải buộc phải tạm dừng livestream ở giữa chừng để nghe cuộc điện thoại đó. Và bây giờ em xin được tiếp tục cái câu chuyện của mình ngày hôm nay, mỗi ngày một câu chuyện. Em chào chị Ngô Bắc, em chào chị Diệu Vân, chào tất cả các anh các chị đang theo dõi trên diễn đàn của em. Thực ra thì rất nhiều người, em rất là cảm ơn tất cả các anh các chị, những người thân thương, những người yêu thương em và theo dõi cái hành trình, quá trình hoạt động của em, thì cũng đã gửi những cái lời thăm hỏi, rồi gửi những lời động viên, rồi cũng có những lời góp ý rất là chân tình rằng là Huệ Như ơi, em hãy dừng Facebook lại, em hãy dừng tất cả mọi cái phát ngôn của em ở trên mạng xã hội để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra thì nói thật với mẹ, chào em Phương Linh Aerobic, nhớ em vô cùng luôn ấy. Nhưng thực ra thì em muốn nói với các anh các chị như thế này. Cái thứ nhất rằng là bây giờ em có dừng thì cũng đã quá muộn rồi. Khi mà họ đã đưa em vào trong một cái danh sách gọi là diện đặc biệt, được không, bây giờ không còn phải là theo dõi nữa, mà là sẽ là ở trong cái quá trình là sẽ có thể là bắt giam. Cho nên là bây giờ là em chỉ còn cách là em giữ được an toàn cho bản thân mình. Khi mà em rời khỏi đất Thái Bình, tạm thời là em sẽ lánh nhờ những người bạn bè thân quen của em mà có thể đáng tin cậy. Cái thứ hai là em vẫn muốn mong muốn rằng là em là người không có tội mà, và em cũng là người hoạt động hết sức là ôn hòa, mang tính chất là xây dựng đất nước, xây dựng cho người dân, tạo nên cái lòng tin cho người dân của chúng ta, người dân Việt Nam về cái một cái đất nước hoàn toàn là có cái tự do, có cái dân chủ thực sự, chứ không phải như là tuyên truyền ở trên đài báo nữa. Chính vì thế mà em muốn là buổi livestream ngày hôm nay để gửi tới tất cả mọi người những lời cảm ơn chân thành, và cũng là cái việc mà em truyền năng lượng lại cho tất cả mọi người rằng là cái số liệu em vừa đưa ra đấy, là đến tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2024 vừa rồi, là cái danh sách đưa vào trong diện gọi là theo dõi đặc biệt và có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, nó lên đến con số là 403 người. Thế thì cái con số đấy nó cho thấy rằng là người dân của chúng ta đã hoàn toàn là vượt ra khỏi cái nỗi sợ hãi rồi nhá. Cái con số nó càng tăng thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái việc là niềm tin của người dân đối với đệ chính phủ, đối với đệ đảng Cộng sản nó đang giảm xuống. Nhưng đồng thời với cái việc đấy thì nó sẽ cho thấy rằng là cái mức độ mà đàn áp của phía chính lực lượng công an đối với người dân thì nó sẽ càng tăng lên. Hai cái điều đấy nó sẽ là tỷ lệ nghịch với nhau. Chính vì thế mà em livestream buổi hôm nay để truyền năng lượng đến cho tất cả những người yêu thương em, những người dân ở trong đất nước Việt Nam, và những người em phải khẳng định với tất cả mọi người rằng là em là một người phụ nữ hết sức bình thường, nhỏ nhoi, và thậm chí rằng là còn không bằng những người phụ nữ khác cơ. Vì là họ còn có một cái gia đình ổn định, họ còn có nhiều thành công trong cuộc sống, nhưng em thì chưa có một thành công gì đáng kể để có thể là khoe ở đây cả, mà em chỉ là một người phụ nữ hết sức là bình thường, nuôi con rồi đi làm rồi cũng những cái hoạt động hết sức là bình thường. Tuy nhiên rằng là trước kia là một người yêu Đảng và Bác Hồ mà, cho nên là đã có nhiều những cái hoạt động ở phía bên gọi là yêu Đảng và Bác, cho nên là rất là tôn sùng Cộng sản. Nhưng mà tuy nhiên là qua cái livestream này thì em cũng gửi tới những người anh, những người chị, những người đã khai sáng ra cho bản thân em những cái tiềm ẩn ở trong con người. Đấy là một người phụ nữ khao khát tự do, khao khát mang đến cho tất cả những người thân yêu của mình cũng như những người bạn bè mình cái sự tự do thực sự, giải phóng trong tâm hồn, giải phóng trong cái trí tuệ và giải phóng trong những cái ngôn ngữ, những cái điều kiện sống. Đấy là cái điều mà em rất là mong muốn. Và với em thì qua cái lời chào hỏi đầu tiên này, em muốn khẳng định với tất cả những người đã theo dõi suốt cả một hành trình của em, cũng như là sau này cuộc đời em không cần phải là quá, em đối với bản thân em sẽ không đặt với cái vấn đề tiền bạc hay là cái sự giàu có lên trên hàng đầu đâu, mà cuộc đời em, phần còn lại của cuộc đời em sẽ cống hiến cho một đó Việt Nam độc lập, dân chủ và tự do cho mỗi người dân. Đấy là cái mong muốn và cái nguyện vọng lớn nhất của em đến bây giờ. Và em nghĩ rằng là em đủ cái nhận thức và đủ cái bản lĩnh để khẳng định rằng là đấy là con đường đi của mình. Không những em trai anh David Lê, không những là chỉ những ngày đã qua mà sẽ là những ngày sắp tới. Đấy, thế thì cái chủ đề ngày hôm nay là phía bên an ninh họ tăng cường nhân lực
là để chấn áp tội phạm hay là chấn áp dân. Thế thì em rất mong muốn mọi người hãy cùng tham gia diễn đàn với em nhé. Vừa nãy thì em có đưa ra, em chào mọi người đang muốn lên diễn đàn cùng em, nhưng đợi một chút để em giải thích cái câu chuyện một chút đã, vào đầu cái câu chuyện để chào mọi người. Cái con số mà ban nãy em đưa ra đấy là 403 người, đấy là một cái thông tin, là ở một nguồn tin rất là đáng tin cậy, và đã có nhiều người anh người chị mà em biết là sẽ ở trên những tuyến đầu. Thế nhưng mà đấy, cũng như em nói ban đầu đấy, nó sẽ tỷ lệ nghịch với lại cái gì mà cái con số nó càng tăng lên thì càng tỷ lệ nghịch giữa người dân dám nói, dám đứng lên đấu tranh với lại chính quyền, cho thấy rằng lòng tin của người dân đã sa sút đến trầm trọng, Và bây giờ tôi nghĩ rằng, em nghĩ rằng là cái con số đấy nó không chỉ dừng lại ở số 403 đâu, nó sẽ tăng lên rất nhiều vào những ngày tháng tới, cho thấy rằng là người dân chúng ta đã bắt đầu khai sáng được rồi. Và chính trị nó không phải là còn một cái gì xa lạ đối với người dân như ngày trước nữa, khi mà họ tuyên truyền tận gốc tận rễ, tận vào từng nhà dân và từng cái loa phóng thanh của thôn, của xã, rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và nhân quyền là miếng ăn miếng uống và thức uống. Mà bây giờ người dân đã hoàn toàn hiểu ra được rằng là thế thì là họa từ trước đến giờ chúng ta toàn bị lừa thôi, toàn bị lừa dối. Và người ta đã dám đấu tranh và người ta đã dám nói. Con số càng tăng lên thì thấy rằng là nó đã tỷ lệ nghịch với lại những gì mà họ đang mong muốn. Chính vì thế mà họ phải tăng cường nhân lực để đàn áp những người như vậy. Đấy, chúng ta vừa mừng và chúng ta vừa lo. Với tôi thì rất là mừng. Vì sao? Vì mừng vì số người dám nói, dám làm không còn là con số đơn lẻ nữa, mà nó đang tăng lên từng ngày. Và nếu như cứ như này mà tăng lên gấp bội nữa thì tôi nói thật sự 3.000 quân, 30.000 quân nữa cũng không ăn thua đâu các bạn ạ. Lòng dân mới là quan trọng. Lòng dân khi họ đã quyết tâm rồi, giống như cái câu chuyện ngày hôm vừa rồi tôi đưa lên trên livestream của tôi đấy, đưa lên trên trang cá nhân của tôi đấy, về cái vụ ở Cồn Xanh, Hải Hậu, Hạ Nghĩa Hưng, Nam Định nhé. Lòng dân họ đã quyết tâm thì không, các bạn biết đâu, hàng trăm lực công an đem ra, được điều động ra để ngăn cản người dân không được đi biểu tình nữa. Nhưng khi lòng dân họ đã quá phẫn nộ và họ đã có cái sự quyết tâm thì các bạn biết đâu, hàng nghìn người họ kéo xuống đường, họ để hết lại các phương tiện ở đấy, ở cầu rẽ, ở đoạn đường đi Ninh Bình đấy, họ đi bộ đi lên thủ đô, mặc dù rằng cái cuộc đấu tranh đấy của họ có thể là không đi đến đâu cả, có thể là sẽ bị đàn áp, có thể không đi được đến đâu, có thể là sẽ chỉ là những kêu cào gòi cào trong vô vọng. Nhưng cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây là lòng dân vô cùng phẫn nộ. Và cái điều đấy nó cực kỳ quan trọng trong cái giai đoạn hiện nay của đất nước Việt Nam, cái giai đoạn mà chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ để đưa Việt Nam về dân chủ. Và một quốc gia nào cũng thế, nếu không có dân chủ thì sẽ không bao giờ phát triển được. Nếu người dân chỉ còn quan tâm đến cái nồi cơm của mình và những cái không biết được rằng là mình có được những cái quyền gì, quyền được ăn đã đành, nhưng mình phải có quyền được nói, quyền được biểu đạt những cái ý nghĩ của mình và những cái suy nghĩ bản thân mình và những cái mong muốn nguyện vọng của mình đối với chính phủ đang quản lý mình, thì điều đó hoàn toàn là vô nghĩa. Cho nên là tôi lên một cái diễn đàn ngày hôm nay muốn truyền năng lượng đến mọi người. Mọi người đừng lo nhá, đừng lo rằng là Huệ Như đang gặp nguy hiểm là sẽ phải đóng cửa Facebook. Tôi không bao giờ đầu hàng như thế. Nếu tôi đầu hàng như thế thì tôi không cần phải đi đâu cả. Tôi chỉ cần ở Thái Bình thôi. Và đương nhiên rằng là tôi chỉ cần im lặng thì tất nhiên rằng là phía bên an ninh họ sẽ hoàn toàn tạo điều kiện cho tôi, như Hà Văn Nam. Tôi có thể làm tất cả những gì tôi muốn. Tôi có thể, thậm chí là một bạn ở PA09 Thái Bình có quyền hành trong đấy, bạn còn trả lời rằng là nếu mà em muốn làm tỷ phú, bọn anh còn tạo điều kiện cho em lên được làm tỷ phú. Như thế thì các bạn biết rằng là nếu đóng cửa Facebook của tôi thì là tôi đã hoàn toàn là đầu hàng phía Cộng sản, trong khi đấy tôi hoàn toàn là một người đúng và một người đang đòi quyền lợi cho chính mình, đòi cái nhân quyền cơ bản của bản thân tôi và cũng như là những người thân của tôi. Thế thôi, đơn giản như thế thôi. Các bạn cứ hiểu một câu nhân quyền nó đừng cao xa mỹ miều quá, nó chỉ là cái quyền cơ bản của mình, được ăn, được nói, được học hành, được sống trong một đất nước tự do, được biểu đạt ý kiến và được đòi hỏi chính phủ phải minh bạch tất cả những cái thứ họ đang quản lý chúng ta. Thế thôi, điều đấy rất đơn giản. Và chúng ta đưa cái câu chính trị về một cái khái niệm hết sức là đơn giản để cho người dân người ta không sợ nữa. Chứ còn với những người như các bạn đang xem livestream của tôi ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là tôi không cần phải khai sáng thêm một cái điều gì nữa. Nói ít các bạn sẽ hiểu nhiều. Nhưng những người bạn của các bạn là những người họ không thể hiểu được những điều đấy thì chúng ta cần phải là khai sáng cho họ. Vậy thì để trong cái livestream này được thêm được nhiều những cái thông tin hay, thì với cái chủ đề là tăng cường quân là để đàn áp
dân hay là để bảo vệ an ninh trật tự, thì em mời mọi người cùng lên diễn đàn cùng với em theo cái chủ đề này nhá. Mỗi người lên một lần để cho nó thật là vui và nó truyền năng lượng. Đầu tiên là mời bạn Du Đào, em chưa biết là ai, nhưng nếu như mà không thể thêm khách mời là thế nào nhỉ? Nhưng nếu như mà không đúng cái chủ đề mà chúng ta có những cái lời lẽ kích động hay là nó quá mức, vượt quá mức cho phép của em, mà em cho rằng là nó thiếu an toàn, thì mọi người cũng thông cảm là em sẽ mời mọi người xuống. Còn tất nhiên là chúng ta mang tính chất là xây dựng để cho nhiều người biết được rằng là cái hiện thực của đất nước của chúng ta như thế nào, thì em rất là hoan nghênh mọi người đến với lại livestream của em. Nào, ai ai lên cùng với em tí nào. Đấy, giống như kiểu là các anh các chị biết rồi. Em mời một người nhưng không được này, mời Du Đào nhưng không được ạ. Có chị Du Đào ạ, lần đầu tiên em được mời. Mọi người nha, mọi người cứ nhìn em đây này, bị đàn áp kinh khủng luôn và bị dọa lắm. Và hiện tại là đến chiều ngày hôm kia, tức là ngày hôm mùng 1 tháng 7, nhà quanh nhà em vẫn cứ đã rất là đông những người an ninh họ ấy vẫn còn đang 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 theo dõi. Nhưng mà em nói thật rằng là nếu em đóng cửa Facebook thì là em đã việc gì em phải đi đâu, em chẳng phải đi đâu cả, em ở nhà em trở thành tỷ phú luôn, em làm gì cũng được, cũng tạo điều kiện. Thế nhưng em không đóng cửa Facebook, bởi vì sao? Đối với em, Facebook nó là một cái công cụ để em truyền tải những thông tin cho nhiều người đọc. Bởi vì em biết này này, tất cả bạn bè em ấy, mọi người không dám like, công khai em nói nhỏ thôi nha, mọi người gọi điện cho em bảo vậy như ơi chị không dám livestream, không dám, tức là like ở trên Facebook của em đâu, nhưng ngày nào chị cũng đọc Facebook của em để biết thông tin này. Thế nên là cái việc khai sáng của Huệ Như đối với người dân là vô cùng cần thiết đấy, nên Huệ không như không thể đóng cửa Facebook được. Huệ Như phải nói cho nhiều người biết, và đặc biệt là đấy, những người mà đối tượng theo dõi Facebook của Huệ Như là những người dân từ họ giống như em, họ giống như em ấy, từ trước giờ chẳng biết gì, yêu Đảng yêu Bác Hồ và hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhưng mà từ khi mà tiếp cận với nhiều thông tin của Huệ Như trên trang Facebook thì cái vỡ lẽ ra rằng mà chẳng nói đâu xa, ngay người thân trong gia đình nhà em luôn, chị dâu em làm ở bệnh viện Lâm Hoa từ trước giờ, của cô Huệ ơi, từ trước giờ chị chẳng biết ai là chủ tịch nước, chị chả biết ai là tổng bí thư, vì chị chẳng quan tâm đến điều đấy. Nhưng từ khi đọc Facebook của em, chị biết ai là tổng bí thư, chị biết ai là chủ tịch nước, và chị cũng biết rằng là những thằng nào là những thằng ở trong gọi là bốn chân ở triều đình và đã ăn cướp ăn cắp của dân đấy. Những điều đấy vô cùng quan trọng, chúng ta phải khai sáng cho những người không biết gì mà người ta biết ra, chứ còn với những người đã thông tuệ như chúng ta và đã nhận thức ra được rồi thì nói một hiểu mười, đúng không các anh các chị? Nói một hiểu mười, chả cần nói nữa. Ví dụ như bây giờ trong livestream của em, anh Hùng Điêu Linh này, chả cần nói nữa, anh cũng biết. Anh Vũ Văn Bốn này, chả cần nói nữa, anh cũng biết. Anh Duy Trang thế. Nhưng có những người người ta chưa bao giờ biết gì mà người ta đọc Facebook của mình, người ta hiểu ra được, người ta ngẫm ra được, người ta dám nói lên những cái cơ bản của người ta, ví dụ như là những cái oan của chính người ta thôi. Điều đấy đã là một cái sự khích lệ vô cùng lớn lao rồi. Và em nói thật với các anh các chị này này, em dám trước tất cả bản dân thiên hạ, em dám nói rằng là em đấu tranh bằng thực lực, em đấu tranh bằng việc góp phần thúc đẩy những người bên cạnh mình họ có nghị lực và họ có sự hiểu biết và họ có nghị lực, họ dám đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ. Chứ em không phải đấu tranh bằng mồm, bằng Facebook không, để lấy cái gọi là cái sao, cái số, hay là những cái tương tác trên mạng Facebook. Điều đấy nó không quan trọng, mà đối với em Facebook nó chỉ là một cái công cụ để chúng ta truyền tải lại những cái thông điệp thôi. Còn cái việc làm chúng ta phải làm các anh các chị ạ. Nếu như mà chúng ta cứ ngồi đấy mà sợ, nếu như chúng ta cứ ngồi đấy mà sợ thì gia đình nhà chị cấn thị thêu, ba người ở trong tù họ sẽ sống như thế nào khi mà an ninh vây chặt không cho họ ấy bán những cái sản phẩm nông sản họ làm ra, đấy là quả bồng quả bưởi, đấy là những cái thứ mà người ta vất vả cả một năm. Thế nhưng phía bên an ninh họ muốn gia đình đấy, gia đình nhà chị cấn thị thêu đấy, ba người phải nhận tội thì buộc họ phải chèn ép cái kinh tế. Mà nếu như không có những người mà dám lội vào đấy, vào cái vườn bưởi đấy mà bán, ở đây em không nói đến cái tính chất là kẻ công nhé, mà em muốn nói rằng là chúng ta hãy giúp mọi người bằng cái sự đoàn kết và cái bản lĩnh có thật luôn. Khi chúng ta buôn bán làm ăn, những cái sản phẩm đấy là những sản phẩm nông sản ở trong nước, hoàn toàn là những nông sản sạch và được đến tay người tiêu dùng thì là quá tuyệt vời luôn. Thế tại sao lại có thể là, nếu cứ coi như là gia đình nhà chị Cấn thì theo là ba người là có tội đi, chứ xưa nói là họ là những người tù nhân lương tâm rất là đáng kính của chúng ta, thì cái việc mà những người còn lại, người ta sinh sống và người ta buôn bán làm
ăn là phải tạo điều kiện đấy, là với là một nhà nước nhân văn. Chứ chưa nói đến đây, ba người nhà người ta chỉ vì đấu tranh đòi cái quyền lợi cơ bản của người ta và lên tiếng cho sự bất công của xã hội, nhốt ba người vào trong một gia đình như thế, một gia đình vào trong tù như thế, giam ba nơi. Em nói các chị, anh các chị, đối với em, trong thâm tâm khảm của em, đấy là một gia đình quốc dân, quốc dân, và chúng ta phải ngưỡng mộ. Không những là ngưỡng mộ mà chúng ta phải coi đấy như là một cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam, và chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta đồng hành với những con người như thế. Chính vì điều đấy mà em phải lội vào để em bán những quả bưởi cùng với gia đình nhà chị Cấn Thị Thêu, để họ có một cái niềm tin, họ có một cái sức mạnh rằng là ở bên ngoài không ai quên họ, ở bên ngoài vẫn có những người đồng hành với lại tiếng nói của họ, không đơn độc. Điều đấy quan trọng hơn việc sao em phải đi bán những cái sản phẩm của vợ anh Lê Dũng Vô Va, đấy là để cho anh Lê Dũng Vô Va ở trong tù anh ấy biết rằng là ở bên ngoài vẫn có những người yêu thương gia đình nhà anh ấy, đồng hành cùng với anh ấy trong suốt quãng đường mà phải đấu tranh ở trong trại trại giam. Nhưng việc làm đấy rất thiết thực các anh các chị ạ. Và ở đây thì chúng ta đừng nói những chuyện kể công, và chúng ta muốn nói đến là nói thì phải đi đôi việc làm. Chúng ta mỗi người góp một sức đi, một sức nhỏ thôi, nhưng mà nó tạo nên một cái niềm tin như thế này. Nó cứ kể cả là họ có đàn áp mình thì nó có xuống thì nó cũng phải lên. Vì sao? Đây cứ đàn áp Huệ Như mãi, rồi cuối cùng là Huệ Như vẫn cứ đàng hoàng ngày hôm nay ngồi live stream cùng mọi người, truyền cái năng lực tích cực đến cho mọi người nhé, để cho mọi người thấy rằng là không có gì đáng sợ cả. Nếu chúng ta vượt ra khỏi cái sự sợ hãi thì đương nhiên rằng là cái người sợ sẽ là phía họ chứ không phải là phía chúng ta. Con số mà em đưa ra ngày hôm nay không phải là 403 người ở trong diện đấy mà nó sẽ còn tăng lên. Mọi người cũng đừng cho đấy là một cái việc là thông tin tiêu cực nhé, mà chúng ta hãy coi đấy là một thông tin tích cực, vì người dân đã nhận thức ra rất nhiều những cái mà quyền cơ bản của họ cần phải lên tiếng, và như thế là rất là nhiều người dân đang lên tiếng rồi. Thế thì chúng ta cũng như nhiều người khác nữa cũng cứ kích động tinh thần để cho mọi người dám nói cái việc của mình trước tiên, rồi sau đó đến việc của hàng xóm, rồi đến việc của làng, việc của xã. Nếu như mà xã nào cũng như có một người như như Huệ Như thì chắc là ok luôn, không cần phải nghĩ, không cần phải nghĩ, sẽ chẳng ai bắt nạt được cả, chẳng ai bắt nạt được. Nờ, tất nhiên là mỗi người sẽ có một, sao không ai chịu lên với em nhỉ, em muốn mời mọi người quá luôn đấy, mỗi người trao đổi một chút đi. Em Hợp Tiên Sinh, anh Vũ Văn Bốn, em thấy toàn là những người rất là hay ở trên Facebook của em mà lên live stream với em thì cứ ngại ngại thế nào ấy, không phải ngại đâu. Vâng đúng rồi anh Dũng Ly, em yêu Đảng và bạn, lúc nào em sẽ yêu. Em không chấp nhận được anh Bùi Văn Sơn. Nhiều có những người nhưng em lại không chấp nhận được đây anh ạ. Đấy. Anh Văn Tiến Dũng cho là kêu suốt ngày ở trên Facebook anh Thi chả mời được luôn đến mọi người ấy. Em chào anh Út Dầu Lửa. Đấy, những thông tin em đưa ra mọi người hãy cứ coi như một cái trang Facebook của mình, như là một cái tờ báo của một tờ báo đi em chào anh Thi. Những thông tin mình đưa ra hãy mình hãy coi như mình như là một tổng biên Vâng, tập của một tờ báo của tôi chào chị Huệ Như. Tôi xuống, tôi cũng thấy cái gì cái tôi xuống để tôi vào trong trình nha tôi. Vâng ạ. Ồ không được, em chào anh Sơn Bùi Văn Sơn em vào nhưng mà em mời anh nhưng cũng không được anh ạ. Chấp nhận rồi. Alo, có nghe đó không? Dạ. Vâng, em chào anh. Ông chia sẻ đi ạ. Em đang muốn nói về cái chủ đề ngày hôm nay là bên phía công an họ tăng cường thêm 3.000 quân thì là để đàn áp dân hay là để trấn áp tội phạm. Thế thì em cũng mong anh chia sẻ một số cái suy nghĩ của anh về cái việc này làm sao cho hài hòa nhất giữa người dân với lại phía nhà cầm quyền đấy ạ. Ok thì chờ khoảng 1-2 phút nữa để anh xuống cái bến tàu điện rồi anh sẽ nói cứ
cứ bình thường đi, cứ bình thường, đừng có tắt đi nhé. Ok, cái đó Dạ. nó có hình ảnh, bây giờ không biết là không hiểu sao nó cái anh đặt cái chương trình thế nào lần trước lên cái diễn đàn của anh Ben đi chưa, nó không có hình ảnh nữa. Nó Thế có à? chụp gì có tiếng Anh thôi. vào lại Ừ. xem nào. Anh chuyển lại đi, anh chuyển lại cam đi. Không cả. Rồi, em chào anh đi. Vâng, chào chị Huệ Như. Anh khách mời muốn vào mà để lên mà thấy cái màn hình của mình thì thoát ra để vào cái trang chỉnh á. Vào cái trang chỉnh này lên là nó có Anh có rồi. thể Chào là anh chị em tham gia diễn đàn của chị Huệ Như. Tôi thì cái vấn đề của chị đưa ra tôi thấy nó cũng rất rộng. Để mà nhìn về một cái nguyên, để mà tìm hiểu về một cái nguyên nhân và tại sao nó đến bây giờ nó xảy ra cái vấn đề ở trên đất nước Việt Nam, đặc biệt là cái vấn đề hôm nay chỉ nêu ra là cái vấn đề tại sao họ lại tăng cường cái lực lượng công an nhiều như thế. Thì tôi chỉ nói ngắn gọn như thế này, này. Thứ nhất là đó là biểu hiện cái sự là thối nát, bể biểu hiện một cái sự yếu kém, biểu hiện một cái sự sợ sệt của một cái thể chế. Đó là thiệt, một cái xã hội mà nó văn minh, một cái xã hội mà nó bác ái công bằng thì tự do thì tội phạm nó sẽ ít, đúng không? Tội phạm nó ít. Nhưng mà cái tội phạm ở đây, đặc biệt cái tội phạm ở trên đất nước Việt Nam toàn là xuất phát từ đâu? Chúng ta cũng đã thấy rồi, tôi chắc có lẽ cũng cần phải nói rõ. Đa số bây giờ chúng ta khi lên báo chí của nhà nước thì chúng ta toàn thấy là tội phạm nó toàn ngày nào cũng có, là bắt đảng viên. Đó. Còn đối với cái chuyện mà bắt đảng viên thì tôi nghĩ cũng chả cần công an. Đó này. Nhưng mà cái mục tiêu của họ là cái tôn chỉ của họ, cái khẩu hiệu của họ là họ bảo là công an là thanh gươm, là chắn của đảng, thì chắc chắn là cái thanh gươm nó không sắc bén, nó không đảm bảo được, thì họ phải tăng cường gia cố thanh gươm để làm sao để bằng mọi giá để bảo vệ. Thì cái này nó tăng thì mình thấy là cái kia nó yếu, cái giảm giảm sút, cái kia chúng ta tôi có một cái quy luật, nó là một cái quy luật, một cái chế độ, một cái thể chế, một cái lòng tin của người dân không, bây giờ nó mất hết rồi, cho nên là nó sinh ra một cái xã hội nó loạn lạc. Loạn lạc ở trong người dân, loạn lạc ở trong gia đình, loạn lạc bất công ở trong cái xã hội, nó kính thước các kiểu, thì chúng ta cũng đã thấy. Nếu như chúng ta chịu khó mà hình dung một cái xã hội Việt Nam đến bây giờ như thế nào, thì chắc có lẽ đặc biệt là những cái con người mà có ý thức tham gia cái cộng đồng phản biện thì hình như tới ai cũng biết rồi, chúng ta không cần phải nói rõ, đúng không? Không cần phải nói nhiều đó. Cho nên là đó là tôi nói cái nguyên nhân chính ấy, là thể hiện cái sự yếu kém, mà thậm chí đến bây giờ họ sợ đến nỗi mà họ đưa cái loại mà vũ khí, cái dao mà trên 20 phân là vũ khí quân dụng, đúng không? Trước đây là họ sợ, là sợ pháo, họ cầm pháo. À, mà dân gian của chúng ta thì bảo là khiếp khiếp sợ, khiếp sợ giống như chó khiếp pháo, đúng không? Nói cho nên họ sợ pháo, họ đã cầm pháo rồi, đến bây giờ họ sợ mà lòng dân nổi dậy lên nữa, thì bất cứ là những cái vũ khí gì thì bắt đầu là dân dân họ ra những cái luật. Thì vừa rồi là thông qua, hình như là Quốc hội thông qua cái luật là dao mà trên 20 phân là vũ khí sát thương, vũ khí quân dụng đấy. Cho nên là đó là sự thể hiện cái sự yếu kém của họ. Chứ còn ví dụ như ở bên Mỹ họ cho dùng súng, dùng đồ chứ có sao đâu. Có 300 triệu dân mà đến là Mỹ họ thống kê là đến hơn 400 triệu khẩu súng người dân Mỹ sử dụng, thì có sao đâu. Ồ, đâu có xảy ra tội phạm nhiều như ở Việt Nam đâu, đúng không? Cho nên là mục đích ở đây tôi nói là cái để mà họ có tăng cường lên là khoảng cỡ 5 triệu công an thì xã hội nó càng loạn lạc, chứ nó không có tác dụng gì cả.
Ở đây anh muốn là giảm bớt cái tội phạm, đầu tiên là anh phải là quan tâm cái giáo dục, Đúng không? giáo dục cho con người có một cái đạo đức, giáo dục cho con người có một cái nhân phẩm, giáo dục cho cái con người có một cái lòng bác ái, giáo dục cho con người có một cái lòng tình thương thì nó mới giảm bớt cái tội phạm được. Và đặc biệt là phải xem lại cái hệ thống là tư pháp của ông cũng nghiêm minh hay không, hệ thống pháp luật của ông có nghiêm minh không. Cái tội phạm bây giờ nói thì xin lỗi, công an ta rất tài mà rất giỏi mà, chứ đâu phải là cái loại atabơ đâu, đúng không? Nhưng mà tại sao lại địa điểm càng nhiều, ma túy càng tràn lan, rồi bia ôm kính thưa các kiểu nó nhiều như thế, rồi buôn lậu ma túy, rồi kính thưa bảo kê, thì cái đó công an có biết không, người dân biết được mà cái ông công an không biết được cả. Một ông công an ở trong một xã, tôi chỉ nói đây, một ông công an ở trong một xã chỉ cần một ông công an thôi. Hồi xưa đúng không, hồi xưa chúng ta chỉ có, đâu có công an đâu, hồi xưa chỉ có là một cái ông phó chủ tịch xã kiêm trưởng công an luôn, toàn dưới là dân quân, nhưng mà quê hương của chúng ta rất bình yên đúng không, tội phạm rất ít, chẳng quá có hay không thì ăn cắp vặt thôi, ăn trộm vặt thôi, ăn trộm con gà con vịt Các thôi, con gà chứ nó còn nói khỏe. đâm chém nhau để giết người để ấy là hình như hồi xưa là nó rất hiểm lắm. Tôi nói thiệt với anh chị em như thế, có ai sang thanh niên với nhau thì choảng nhau đấm nhau rồi là có u đầu mẹ trả một chút thôi, chứ cũng chả có cái gì nó phức tạp cả. Nhưng mà tại sao đó là hồi xưa một xã như thế, tôi thấy là khoảng cỡ là như cái xã của tôi là có một cái ông phó chủ tịch xã kiêm trưởng công an và bốn ông dân quân ạ. Thì công tốt có sao đâu, nhưng mà tại sao đến bây giờ kéo về cả là hàng chục công an như thế, công an chính quy này, rồi lại phải có một cái bộ phận giúp việc cho công an nữa là dân quân tự vệ rồi là dân phòng kính thưa các kiểu, bây giờ là họ đẻ ra kính thưa các kiểu, rồi là hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, rồi hội kính thưa các cái loại hội, họ đều quản lý cả. Mà sao bây giờ họ lại phải phải tăng cường như thế, đó là thể hiện một cái xã hội nó loạn lạc rồi, một cái xã hội nó vô pháp vô thiên rồi, một cái xã hội nó không có cái tình nhân nhân văn nhân bản, một cái xã hội nó suy đồi đạo đức, mà suy đồi đạo đức là có thể. Đến bây giờ Bộ Văn hóa Thông tin nó phải kêu gọi là xin là 350.000 tỷ để chỉnh hưng văn hóa, Đúng mà văn hóa là từ đâu, tôi nói là cũng xuất phát từ cái ngành giáo dục. Cho nên là nếu như họ chỉ cần tháo gỡ một nút thắt thôi thì tôi nói cái xã hội Việt Nam nó tiến rất nhanh, chả có vấn đề gì cả. Con người Việt Nam rất cần cù, rất thông minh, cái đất nước Việt Nam rất đẹp, rất giàu có, rừng vàng biển bạc, tôi nói kính thưa các kiểu có khác. Nhưng mà chỉ cần họ tháo gỡ một cái nút thắt giáo dục thôi, cho giáo dục nó khai phóng đi, cho giáo dục có tự do đi, cho bộ trưởng rồi là thứ trưởng rồi là giám đốc sở giáo dục tự ứng cử đi, đừng có cho vào đảng viên đúng không, không cần đảng viên, bộ giáo dục không cần đảng viên, cái ngành giáo dục không cần đảng viên, ông cứ giảng dạy con người theo cái xu hướng phát triển của nhân loại chứ thì không cái cần vấn phát đề là triển như của thế này. đảng. Bây giờ anh thử xem, kể cả đến người dân phát ngôn một cách tức là đơn giản nhất ấy, là một cái câu nói thôi ở trên Facebook thôi mà người ta còn bảo là không theo đường lối chính sách của đảng, thì làm gì có chuyện là cả một cái hệ thống giáo dục mà lại gọi là không theo đường lối chính sách của đảng đâu. Điều đấy thì không bao giờ có, nên là buộc là phải đưa đất nước về dân chủ. Thì cái đó là thực tế là chúng ta nói để mà họ đưa một phát một đó, thì nói thực ra là lại cái đó lại cái phê bán sâu hơn nữa, chúng ta không thể nói ngắn gọn như thế để cho mọi người dưới ngủ họ nghe được. Bây giờ cái yếu tố họ đã gây ra như thế rồi thì họ phải, nếu như những cái con người có tâm thì họ phải tháo gỡ từ từ, chứ họ tháo gỡ một cách đột ngột đó, thì họ rất sợ sệt chị ạ. Tôi nói thật như thế này, họ gây bao nhiêu cái hận thù, gây bao nhiêu cái nợ máu, gây bao nhiêu cái bức xúc, gây bao nhiêu cái tính là đoàn kết ở, mất cái đoàn kết ở trong cái nội bộ của đảng họ thôi, chứ đừng có nói là người dân đấy. Mà bây giờ để mà nhả ra một phát là cũng chưa chắc là nó đã hay đó nói thật. Nhưng mà bây giờ nếu như mà thực sự họ mà vì dân vì nước vì dân tộc thì bắt đầu có thể là cái sự chuyển biến ở trên cái thế giới thì bài học thì nó có rồi,
đúng không, từ cái hệ thống sụp đổ của là khối Đông Âu thì chúng ta chọn một cái mô hình nào đó ở bên Đông Âu thì thấy khả thi thì chúng ta chuyển đổi nhanh gấp rút và nghiêm túc, chứ không phải là dạng là làm nửa vời. Bây giờ mấy bộ là cứ cứ gọi là một chân bước bên chỗ thuyền này, một chân dậm thuyền bên kia, nó cứ chống chánh như thế này nó cũng khó lắm, đúng nói thiệt. Nhưng mà phải cần những cái con người mà có đủ về mặt đạo đức, đủ về mặt nhận thức, trí tuệ, hồi ngộ được cái đó, họ dám hy sinh thật sự, nhưng mà cuối cùng cũng khó chị ạ. Bây giờ tôi nói như thế này, ví dụ như ngay kể cả ông Nguyễn Văn Nên cũng không vợ không con, rồi là giống như kiểu mà cái bà gì vừa rồi là bên chỗ thường trực ban bí thư đó, bà đó cũng không chồng không con, nhưng mà đáng ra những cái con người đó, đáng ra những cái con người đó là họ có thể là vượt qua được cái về mặt cám dỗ vật chất để Đúng họ rồi. hỏi, nhưng mà không được, có ví dụ như để mà ở đâu đó tìm một cái bóng dáng á, là Thái Anh Văn, hay là tìm một cái bóng dáng á, là một Kim Dung Nghi, hay là tìm một bóng dáng, nó khó lắm. Nó ở đất nước Việt Nam bây giờ thực tế là vì họ cũng ai cũng nhúng chàm hết rồi, không ai dám mà tự cắt chân mình, không ai dám tự cửa tay chân mình, cho nên là cái nó rất khó. Và đặc biệt bây giờ cái thờ ơ của người dân của Việt Nam, tôi nói thiệt là tôi trách cái Đảng Cộng sản 10 thì tôi cũng trách cái người dân Việt Nam là còn cỡ là 6 7. Thực tế chị thấy đó, đến cái các cái cuộc bầu cử, mùa bầu cử chị hỏi bất cứ những cái bạn bè xung quanh, chị hỏi ủa cho đợt này ông nào lên, thì bảo ui thằng nào lên chả thế. Đó là cái sự thoái thác trách nhiệm, thấy cái thờ thờ ơ, thấy vô cảm. Nói chung là dân mình hiện bây giờ nó hình như nó mất cái cảm xúc, có cái gì này không. Thậm chí đến bây giờ một ngày nào đó mà chúng ta hình dung rằng tất nhiên là cái tuổi vị chỉ với tôi thì cũng là chỉ có là cùng đến bây giờ cùng chúng ta cũng bắt đầu đi xuống rồi, nhưng mà cái tuổi trẻ bây giờ chỉ thấy nó có một số cái tầng lớp trẻ bây giờ nó hình như nó không biết một cái gì cả. Đó nói thiệt, chúng ta có nhiều cái bài học, rất là nhiều cái con người họ âm thầm, chẳng hạn như các cái bậc tiền bối giống như ông Phạm Nguyễn Minh Chính, rồi là một số như thời bác Trần Đổ ấy, là chứ đó cũng có nhiều cái con người như thế, nhưng mà đến bây giờ để mà có một số tìm cho một số cái ngọn đuốc ấy, nó hiện bây giờ nó chạy dần rồi. Nó bị lùi tan dần, tìm được cái bóng dáng như dùng vô Cao vai bắc là bộ Nguyễn Lân Thắng thì nó cũng thấy nó cũng ít, đúng nó rồi, hiểm rồi. ai đó Bây giờ kém. Xin chào các vâng, em bạn cảm nha. ơn anh chia sẻ cái điều đấy, mỗi người chia sẻ một chút để cho diễn đàn nó thật là nhiều những cái ý kiến, để cho nó đúng là một cái tính chất là mang tính chất là dân chủ đi, chứ nếu không thì họ cứ bảo là mình hoàn toàn là toàn là cái tiếng nói của bọn phản động. Nên là em rất muốn là cả cái ý kiến phản biện nữa, xem là ai đó họ cho rằng là cái việc đấy là tốt hay xấu, xem như con bò đỏ nó ở đây nó nói rằng là ai là người tốt, có nên tăng cường như thế không, và lấy nguồn lực ngân sách nào để chi cho cái việc đấy, thì cũng chưa thấy bò đỏ nào bò vào đây cả, bởi vì là nhìn như danh sách chặn của em bây giờ nó cũng lên dài dãi và dài rồi, nó lên đến hàng hàng vài nghìn rồi anh ạ, em chặn hết. Vâng, em cảm ơn anh nhá, em mời thêm một số người nữa nhá anh, em chào anh Thi. Xin chào các bạn. Dạ. Tôi xin có ý kiến thế này này. Đứng trước cái vấn đề là vừa rồi Bộ Công an người ta tuyển dụng thêm những cái công an viên ở cơ sở, gọi là cái lực lượng giúp việc cho công an, thì tôi thấy rằng có rất là nhiều anh chị em cũng có cái ý kiến hỏi tôi, người thì bảo là tắc kè đổi màu, người bảo thế nọ thế kia, nhưng mà trên cái thực tế ấy, thì họ biết được cái lòng dân. Trước mắt là mình nói là họ biết được cái lòng dân, biết được cái tình hình xã hội và cái khả năng xử lý cái tình huống của họ ấy, thì nó chỉ là nằm trong cái vấn đề cục bộ, tức là họ cố gắng tạo ra một cái lực lượng gọi là cái sức mạnh
đối với họ, cái con mắt của họ ấy là nhìn đó là cái sức mạnh để bảo vệ cho một cái thể chế hiện nay họ đang cầm quyền. Thế nhưng thực chất nếu mà đứng nhìn ở cái phía khách quan theo cái quy trình, theo cái quy luật của lịch sử, thì đây là một cái hành động rất là cục bộ và ngắn hạn, hẹp hòi, không nhìn xa được. Bởi vì tất cả các cái thể chế mà muốn tồn tại được ấy, thì nó quan trọng nhất là cái sự ổn định xã hội và lòng dân, chứ không phải là anh sử dụng một cái sức mạnh nào đó để đàn áp người dân, để bảo vệ, bảo đảm cho một cái xã hội tồn tại. Trên thực tế thì chúng ta trong lịch sử, trong các cái triều đại phong kiến, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái triều đại đã dùng cái sự đàn áp đối với nhân dân, và cái chính thể, chính quyền của họ không thể tồn tại được. Thế là trong cái triều đại phong kiến, nhất là cái triều với cái xu hướng dân chủ, rồi với cái thời đại văn minh hiện nay ấy, bây giờ là thời hiện đại, thì lại càng không 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 giữ được cái thể chế của họ đó. Bởi vì họ không nhìn thấy, họ nghĩ rằng tức là phải dùng sức mạnh để đàn áp. Nhưng đây là, nếu mà tôi là một nhà chính trị thì tôi với con bạn của tôi ấy, thì tôi nhìn đây là một cái sự sai lầm. Và như Thi vừa nói, nó chỉ đánh giá cái sự run sợ của cái cá nhân, chứ tôi không nói một cái tập thể đảng, mà của cá nhân, của những cái người mà đang làm lãnh đạo bây giờ, là họ có cái nhãn quan rất là hạn hẹp, rất là kém, chứ không phải là người có khả năng chính trị xã hội. Bởi vì tôi nói thật với các bạn là như này này, bởi tôi đã kiểm tra và tôi đã đánh giá được, nhìn nhận được qua những cái buổi họ thẩm vấn tôi hay là họ trò chuyện với tôi, thì tôi thấy rằng họ ra sức ngăn cản người dân tương tác với nhau trên Facebook về vấn đề nhân quyền và dân chủ, đã là cái khả năng rất kém của họ về cái tư duy lãnh đạo rồi. Ta là một cái đất nước dân chủ tự do nhá, và trương lên một cái khẩu hiệu là phấn đấu cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì đừng có đưa an ninh đi để đe người dân, xong rồi đừng chơi Facebook nữa, đừng chơi với thành phần nọ kia, đừng tương tác với họ nữa. Đấy là cái trình độ rất là kém rồi, đã là thể hiện cái kém rồi. Đấy, đã sòng phẳng thì công khai ra, bởi vì người dân người ta cần phải có một cái tiến bộ về tri thức, về nhận định xã hội, về hiểu biết về pháp luật. Riêng người dân, ngay cái pháp luật của Việt Nam quy định hiện tại đây, nếu người dân hiểu biết pháp luật là cái khả năng phạm tội của người ta đã ra rất là ít rồi. Đó. Trong một cái xã hội, chứng tỏ là anh minh chứng được trong cái xã hội anh toàn thích ngu dân để anh trị thôi. Đấy. Mà khi mà một cái chính thể, một cái chính quyền mà lại luôn luôn khoái cái việc ngu dân để trị nhá, thì cái chính quyền quyền đó đã là không chính đáng rồi, đúng không? Đấy. Và anh nói một đằng, anh làm một nẻo, tức là ngôn